Ok, hello. Thì nhà anh Mobile xin chào tất cả các anh chị em nhé. Hôm nay ngày 31 tháng 5 rồi, cuối tháng. Kính chúc anh em có một ngày làm việc thật là hiệu quả nhé. Hôm nay em lại lên clip giới thiệu và bán hàng cho anh em. Hôm nay em mới về thêm lô Samsung A90 5G anh em nhé. Giá cực kỳ rẻ, chỉ từ 2 triệu 9 thôi. Cấu hình thì cực kỳ cao. Ok. Thêm Sony. Sony thì em mới về Xperia 1 nhá. Xperia 1 đặt lọ hết thì mới về. Còn vẫn còn Xperia 5 với cả XZ3. Ok, thì anh em cùng đón xem chi tiết ở trong video nhé. Ok, thì cửa hàng mình có địa chỉ ở số 137 Ba La, Hà Đông, Hà Nội. Anh em ở gần thì có thể qua xem trực tiếp. Còn anh em ở xa thì bên mình có ship code nhá. Ship code thì anh em vui lòng cọc trước là 1 đến 200 nhé. Tiền cọc thì sẽ trừ thẳng vào tiền máy. Ship đến thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra thì bên em bảo hành 3 tháng. Anh em có thắc mắc về sản phẩm thì có thể nhắn tin cho em qua số điện thoại 0765 826886 anh em nhé. Đó, ok. Thì em sẽ giới thiệu dòng Samsung trước nhé. Samsung A90 5G hôm nọ em về được chục cây thì bán hết luôn. Hôm nay về tiếp có cả màn ám nhé, màn ám và có cả màn đẹp. Ok, thì hôm nay em giới thiệu cho anh em con máy rẻ nhất trước nhé. Con này là con A90 5G này, màn ám, vỏ thì hình thức phẩy nhỡ nhá, 95%. Thì em nói sơ qua cấu hình con Samsung này thì là con này chạy chip Snapdragon 855 anh em nhé, RAM 6GB, bộ nhớ 128, màn hình thì 6,7 inch, pin là 4500 anh em nhé, cực kỳ trâu, màn hình to, chạy chip 855 thì anh em dùng không phải nghĩ luôn, chơi game xem phim giải trí ok nhé. Ở đây con này hình thức xấu anh em nhé, phải nhớ chảy này, có chảy màn ám nữa. Đây anh em nhìn màn ám. Màn ám thôi anh em nhé. Còn lại là máy zin và cảm ứng bình thường, dùng không ảnh hưởng gì anh em nhé. Anh em dùng bình thường hoặc là anh em có thể chuyển về cái chế độ tiết kiệm pin ấy, dark mode này, thì nó không nhìn thấy ám nhé. Và vẫn là đẹp. Đấy, ok. Thì cái con này đầu tiên em bán cho anh em giá 2 triệu 9 nhé, 2 triệu 900 nghìn cho một con máy RAM 6 bộ nhớ 128, chip 855. Thì nói chung là nó phải nói là vô địch trong tầm giá rồi. Ok. Con này màu đen anh em nhé. Tiếp theo là máy 3 triệu này. 3 triệu thì con này hình thức 99. Máy màu trắng. Máy màu trắng. Con này thì ám đây. Ám nặng hơn tí nhá. Anh em nào chơi game không quan trọng hình thức, không quan trọng màn mic ám thì dùng những con này ok này. 3 triệu rồi này, thì bây giờ đến 3 triệu mốt màu đen đây. Máy thì em đã ghi từng giá từng con mà một nhé. Anh em ưng con nào thì cứ nhắn tin cho em thì em sẽ gửi ảnh chi tiết. Đây, màn ám này. 3 triệu 2. 3 triệu 2 thì màn nó ám nhẹ hơn một tí. Đấy. Máy thì con này cũng hình thức 99 luôn, cực kỳ đẹp. Chung là máy đa số là đẹp, có một vài con là hơi phẩy nhỡ thôi. Đó. Tiếp theo em chuyển sang đến màn đẹp này. Màn đẹp thì có một cây 3 triệu 9 này. Đây, màn đẹp 3 triệu 9, máy hình thức phẩy. Con này là phẩy nhá, chứ không phải đẹp, hình thức thì phẩy, không phải đẹp. Em bán cho anh em giá 3 triệu 9. Máy thì em vẫn tặng kèm sạc cáp và dán cường lực nhé. Đây, màn đẹp thì anh em nhìn. Không ám ngố gì. Màu trắng 3 triệu 9 nhé. Còn con màn đẹp hình thức 98 này thì là 4 triệu anh em nhé. 4 triệu. Thì nó chỉ hơi xước tí ti thôi. Ok này. Màn đẹp nhé. Đây, màn đẹp. Giá là 4 triệu anh em nhé. Ok, thì anh em cần là anh em cần máy gì, hình thức như thế nào cứ nhắn tin cho em nhé.
Tiếp theo em chuyển sang những dòng là con Samsung này, là con A30 này. Con này là bản Hàn 2 SIM, máy hình thức đẹp 99. Cấu hình thì là RAM 4, bộ nhớ 64, chip Exynos gì đấy em không nhớ lắm đâu. Màn hình 64 inch nhá. Pin là 4000. Ok. Con này thì tình trạng này, máy nứt tí camera này. Lứt một tí thì còn lại dùng bình thường nhá, không ảnh hưởng gì. Màn đẹp, không ai mộ. Đấy nhỉ. Con này anh em bán cho anh em giá 2 triệu 2 nhá. 2 triệu 200 nghìn. Quá rẻ. Rồi. Tiếp theo là dòng đến dòng là Samsung A9 Pro. Con này thì cấu hình là RAM RAM 6GB, bộ nhớ 128, màn hình 6.3 inch, pin 3400 anh em nhé. Đây, con này màn hình kiểu dạng đục lỗ. Màn đẹp nhé, không ngám ố, hình thức khoảng độ 9899 anh em nhé, 9899%. Con này em bán cho anh em giá 3.4 triệu anh em nhé, 3.400.000. Ok. Tiếp theo đến Note 9 này. Note 9 thì là em có bản Hàn nhé, máy bản Hàn 1 SIM và 2 SIM. Cấu hình thì là RAM 6, bộ nhớ 64, màn hình 64 inch, pin là 4000. Hình thức 99. Note 9 này thì em bán cho anh em giá 1 SIM là 4 triệu 9 anh em nhé. 1 SIM 4 triệu 9 và 2 SIM thì là 5 triệu 1. Có 3 màu: trắng, màu bạc, titan và màu tím nha anh em nhé. Đây hình thức đây. Chung là máy vẫn còn đẹp. Ok, 4 triệu 9 đến 5 triệu 1 anh em nhé. Tiếp theo đến Note 15G này. Note 15G này thì cấu hình là RAM 12, bộ nhớ 256, ở màn 6.3 inch, độ phân giải 2K cộng anh em nhé. Pin thì là 3500. Ok. Thì con Note 15G này màn đẹp nhé, màn đẹp không ngắm ố, và máy zin. Máy zin. Em bán cho anh em giá 5 triệu 8 nhé. 5 triệu 800 nghìn. Máy phẩy thậm 97-98% nhé. 5 triệu 8. Quá rẻ anh em. Tiếp theo là đến Note 10 Plus 5G. Con này thì cấu hình như Note 15G anh em nhé, RAM 12, bộ nhớ 256, màn thì nó to hơn 6.8 inch, pin thì là 4500. Con này thì của em là màu đa sắc và là bản chính hãng 2 SIM nhé, bản chính hãng 2 SIM. Con này em bán cho anh em giá 8.600.000 nhé. Còn bản Hàn 1 SIM em bán cho anh em giá 7.500.000 nhé. 7.500.000 và 8.600.000. Ok, thì anh em cần máy gì cứ liên hệ cho em nhé. Rồi, tiếp theo em chuyển sang đến dòng là Sony anh em nhé. Sony đầu tiên là con XZ2 này. Z2 này cấu hình là RAM 4, bộ nhớ 64, chip của nó là Snapdragon 845, màn hình là 5.7 inch, pin là 3100 anh em nhé. Màn đẹp không ngả mộ, máy thì hình thức 99, zin nguyên và còn áp suất anh em nhé. Còn áp, máy màu trắng. Con này em bán cho anh em giá thanh lý nốt còn duy nhất một con 2 triệu 2 anh em nhé, 2 triệu 200 nghìn. Tiếp theo này XZ3 này. XZ3 này thì cấu hình như XZ2, RAM 4, bộ nhớ 64, chip 845, màn hình của nó thì là 6 inch, độ phân giải 2K anh em nhé. Màn hình cong luôn, pin là 3300. Con này màn hình cong và cực kỳ đẹp, màn cực kỳ sắc nét nhé. Anh em dùng mua trải nghiệm màn cong thì là mua con này là hợp lý nhất so với các dòng màn hình cong của Samsung, thì Sony này giá nó rẻ hơn anh em nhé, giá rẻ hơn. XZ3 thì em có 3 màu: đen, màu trắng và màu đỏ nhé. Đen, màu trắng và màu đỏ. Máy thì hình thức toàn là 99 đến keng hết anh em nhé, cực kỳ đẹp. Ok. Tiếp theo chuyển sang đến XPA1 anh em nhé. XPA1 này thì hết hàng cũng lâu lâu, đợt này mới có nè. Giá thì giảm một chút nha anh em nhé, giá rẻ hơn một chút. Con này thì cấu hình là RAM 6, bộ nhớ 64, màn 6.5 inch, pin là 3300. Con này chạy chip Snapdragon
855 anh em nhé, 855 hình thức của 99 lên keng nhé, máy 99 lên keng. Con này màn hình dài tỷ lệ 219, màn 4K anh em nhé, con này là độ phân giải 4K đấy. Con máy điện thoại đầu tiên có màn OLED 4K cực kỳ sắc nét luôn, anh em mua trải nghiệm màn hình 219 này thì mua con này là quá tuyệt vời luôn. Ok, thì XPA1 này em mới về đủ màu nha anh em nhé, đủ màu luôn. Anh em liên hệ sớm thì được chọn màu nhé. Thì những cái màu khác thì nó có ít, chỉ có màu trắng là nhiều thôi. Đây, đen, trắng, màu xanh và màu xám nhé. Xám này rất ít khi có màu xám nha anh em nhé. Đây, hình thức còn rất là đẹp nhé. Ok. XPA1 này thì em bán cho anh em giá là 4.400.000 nhé, giá giảm hơn một chút 4.500.000, giờ còn giảm còn 4.400.000 nhé. XZ3 thì là 3.1 nha anh em nhé, quên lúc nãy em chưa nói, XZ3 3.1. Rồi cuối cùng là đến XPA5 này, XPA5 thì cấu hình như như XPA1 anh em nhé, vẫn là RAM 6 bộ nhớ 64 chip 855, màn hình nhà con này nhỏ hơn 6.1 inch. Đấy, màn đẹp không ám ố. Con này màn hình cũng là tỷ lệ 219 nhá, nó ngắn hơn một chút, hình thức cũng là đẹp, có 3 màu đen trắng và màu đỏ. Rồi, ok, thì XP5 này em bán cho anh em cũng giá là 4.400.000 nhá, cũng là 4.400.000. Máy thì vẫn là bao zin nguyên áp suất anh em nhé. Ok, còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cuối cùng thì anh em cho mình xin nút like, nút đăng ký kênh nhé, và ấn vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất bên mình. Chào tất cả các anh em nhé.